Vâng, xin chào anh chị các bạn. Chào mừng anh chị các bạn đến với bài học tiếp theo. Và bài học này thì tôi sẽ trình bày mô hình nhượng quyền thương hiệu của một cái thương hiệu thời trang mẫu. Đây là một cái thương hiệu và một cái ví dụ mẫu, được chưa ạ? Thế thì cái câu chuyện ở đây là gì? Nếu như các bạn là một cái thương hiệu thời trang thì các bạn sẽ làm gì? Và nếu như các bạn là một người chuẩn bị đi nhận nhượng mô hình thời trang, tức là có một cái thương hiệu X, lấy một cái thương hiệu thời trang X nào đấy, bạn muốn nhận cái thương hiệu đấy thì bạn sẽ phải làm gì? Bạn phải học hỏi cái gì? Thế còn một cái thương hiệu X mà muốn đi nhượng quyền thì làm gì? Thì đây là một cái bản chào của một cái thương hiệu X dành cho chúng ta để chúng ta tham khảo. Và đóng vai trò cả hai phía là đối với thương hiệu thời trang và đối với người nhận nhượng quyền thời trang thì chúng ta cũng nên tham khảo, được chưa? Đầu tiên thì chúng ta nên là có một cái bản chào thật là chi tiết. Trong cái bản chào này mình sẽ nói về cái thương hiệu thời trang của mình là cái gì, tầm nhìn ra sao, chiến lược ra sao. Đấy, mình chỉ ra những cái lợi thế, những cái cạnh tranh, những sự khác biệt của cái thương hiệu X của mình so với các cái thương hiệu trên thị trường và đối thủ, đúng không? Thí dụ như là mình có đội ngũ thiết kế mạnh này, nhà máy sản xuất công suất lớn này, chi phí sản xuất giá rẻ này. Đấy, đội ngũ về marketing mạnh này, đặc biệt là có kinh nghiệm về marketing online này. Nếu như các bạn nào mà thiếu kinh nghiệm về marketing online thì có thể gặp tôi, đúng không? Tôi có 10 năm làm kinh nghiệm về marketing và marketing online rồi, chưa kể là đi giảng dạy ở rất là nhiều các trường đại học nữa, vân vân. Thế thì như vậy là xu hướng online marketing rất là tốt và mình cũng đưa ra cái lợi thế cho cái thương hiệu của mình. Đấy, đội ngũ thiết kế, xưởng sản xuất, vân vân vân. Rồi thì đảm bảo là giao hàng, đảm bảo chất lượng hàng hóa tốt, thương hiệu uy tín, được truyền thông đầu tư đầy đủ, đúng không? Sản phẩm đẹp, mẫu mã đa dạng, các cái chương trình khuyến mại hấp dẫn, mức giá vừa phải, chiết khấu cao. Đấy, rồi thì có nhiều cái trợ giúp ưu đãi dành cho các cái đại lý, thí dụ như là mình chiết khấu cao này, rồi thì không bán được hàng mình lấy lại hàng này, rồi thì hàng tồn thì mình thanh lý giúp này, rồi thì khai trương mình hỗ trợ quảng cáo khai trương này, rồi thì hỗ trợ đào tạo nhân sự, tóm lại là quy trình chuẩn ấy, mình đều có những cái đấy, mình phải chào hết ra, được chưa? Đấy, sử dụng hệ thống phần cứng, phần mềm, bộ công cụ chuẩn hóa của điểm bán, như hôm trước tôi đã trình bày trong cái video là một cái bài học về chuẩn hóa điểm bán. Đấy, cam kết có thể là hỗ trợ là bù lỗ này, hoặc là hỗ trợ là cam kết là không bị lỗ, hoặc là lợi nhuận 5%, 10% tối thiểu trong năm này. Đấy, thì bản thân là tôi cũng đã từng xây dựng cái hợp đồng nhượng quyền thương hiệu của bên thương hiệu của tôi, và bản thân tôi cũng đã đi dịch hợp đồng thương hiệu của cái hãng ở nước ngoài người ta nhượng quyền vào Việt Nam. Một cái hợp đồng nó khoảng hơn 30 trang nên tôi cũng hiểu khá là rõ. Thế nếu như mà các bạn cần một cái hợp đồng nhé, nếu như các bạn cần một cái hợp đồng tiếng Anh hoặc một hợp đồng tiếng Việt về nhượng quyền thời trang thì tôi có một cái bản đấy trong tay đấy, thì tôi sẽ tặng cho các bạn. Vâng, còn bình thường thì tôi cũng không đưa lên đây bởi vì sợ nó phức tạp quá, đúng không? Đấy. Sau đó thì bạn đưa ra cái sự so sánh giữa mình với đối thủ này, đưa ra sự so sánh giữa việc là cái người mà người ta tự mở cửa hàng và người ta nhận nhượng quyền thì như thế nào, so sánh hai bên. Đấy, ví dụ nhận nhượng quyền thương hiệu X và tự mở cửa hàng thì những cái lợi thế, những cái nhược điểm. Đấy, thế thì hai bên nó sẽ so sánh với nhau để làm gì? Mục đích của mình là để cái người người ta muốn nhận nhượng quyền ấy, người ta đọc, người ta bị định hướng, người ta bị giáo dục và người ta cảm thấy là chinh phục bởi những cái thông số, bởi những cái thông tin, những cái sự chuyên nghiệp của mình, đúng không? Rồi cái quy trình bán hàng như nào, quy trình chăm sóc khách hàng ra sao, quy trình đổi trả, quy trình hỗ trợ khai trương, quy trình đào tạo nhân sự, quy trình quảng cáo, vân vân vân. Mình đưa hết ra các quy trình như thế để mà mình thuyết phục cả đại lý, thuyết phục cả khách hàng của chúng ta. Đấy, rồi thì mình cũng cần phải tính toán một cái cửa hàng chuẩn của mình là đầu tư bao nhiêu tiền, diện tích mặt bằng như thế nào, diện tích trong shop là bao nhiêu, mức tối thiểu như nào mình có thể chấp nhận được. Mình vẽ mô tả ra, cái phần này tôi cũng đã hướng dẫn trong một video khác rồi, càng mô tả kỹ càng tốt, được chưa? Các quyền lợi, các chương trình, đấy, tại sao lại lựa chọn chúng tôi, vân 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 vân. Đấy, rồi thì thậm chí là về mẫu mã, về sản phẩm,
về chụp ảnh, quay phim truyền hình, làm TVC hoặc là đặc biệt là các bộ sưu tập thì công ty mẹ cũng chụp sẵn và gửi hết cho mình luôn, đúng không? Thế thì lúc đấy là chúng ta sẽ hợp tác với nhau, rồi thì chúng ta sẽ đưa ra một cái bản hợp đồng chi tiết. Trong bản hợp đồng đấy có hợp đồng nguyên tắc, có phụ lục, có các cái bản mô tả bên ngoài để cho cái người đầu tư người ta biết là người ta cần phải bỏ bao tiền, thời gian thu hồi vốn bao lâu, tốc độ quay vòng vốn, các cái khoản phải chi, các cái công việc bắt buộc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, kiểu như thế. Đấy. Công ty mẹ thì có thể làm gì? Công ty mẹ có thể giúp mà tư vấn địa điểm kinh doanh, giúp chuyển giao thương hiệu, đúng không ạ? Rồi giúp đào tạo nhân sự, giúp việc thi công thiết kế showroom bằng cách này gọi đối tác đến để cho nó nhanh. Đấy, giúp mà các cái quy trình, giúp các phần mềm, phần cứng, giúp mà tạo website, Facebook, fanpage, Google AdWords, những cái video có sẵn. Đấy, nếu mà không thì các bạn có thể kết hợp với tôi để sản xuất những cái video như vậy để cho đối tác của mình, đúng không? Hỗ trợ đăng ký kinh doanh, thuế. Đấy, rồi thì các cái chương trình khuyến mại là chung, giảm giá là chung, quà tặng, được chưa? Đào tạo cho nhân sự bán hàng, nhân sự marketing, truyền thông. Đấy, rồi thì thu doanh thu chi doanh chi vân vân vân. Vâng. Đấy, kiểu như thế. Đấy, sau đó các bạn tính toán các cái dự trù kinh phí ra bằng bảng Excel, đầu tư cho người ta thấy các dòng tiền. Thì trước đây chúng tôi cũng đã làm như thế mà bản Excel này, bản Word, bản PowerPoint mình trình chiếu, hoặc là bây giờ mình có thể làm lên video. Đấy, hoặc là mình làm hình, mình làm hẳn một cái video giới thiệu như thế này luôn. Thế người ta vào người ta xem khoảng 30 phút đến 1 tiếng, người ta nghiên cứu, người ta cảm thấy hấp dẫn. Đấy, sau đó người ta sẽ liên hệ với mình và hai bên bắt đầu thương thảo hợp đồng với nhau, đúng không? Đấy, các cái số điện thoại, các cái cách thức liên hệ. Đấy, như là email, số điện thoại, Facebook, website, Zalo, Zalo gì đấy, địa chỉ văn phòng uy tín. Thế thì đóng vai trò, nếu mà các bạn làm một thương hiệu thì các bạn nên làm như thế. Các bạn tạo ra toàn bộ những cái cách thức để mà các bạn làm được một cái quá trình nhượng quyền thương hiệu về thời trang cho mình. Và thứ hai là đóng vai trò là các bạn đi nhận nhượng quyền, thì các bạn cũng nên tham khảo tất cả những yếu tố đấy. Một công ty hoặc một thương hiệu hoặc một cái đơn vị nhượng quyền chuyên nghiệp thì họ cần phải hội tụ các yếu tố như vậy. Được chưa? Họ có sản phẩm tốt, họ có năng lực cung ứng, họ có thương hiệu, họ có quy trình, họ có marketing, họ có truyền thông, họ hỗ trợ vận hành, và họ, quan trọng là họ đi cùng với mình. Thì đó là những cái điều rất là quan trọng đối với quá trình phát triển bán lẻ và bán lẻ thời trang của tất cả các thương hiệu, tất cả những cái người làm kinh doanh từ nhỏ cho tới lớn. Vâng, thì tôi biết là kiến thức thì nó vẫn còn rất nhiều, và nếu như các bạn gặp các vấn đề về hợp đồng thì các bạn hãy gặp tôi, hoặc gặp những vấn đề về chiến lược kinh doanh marketing thì các bạn có thể liên hệ với tôi để hỗ trợ. Tìm tên tôi, giảng viên Phan Anh, số điện thoại, email thì rất là dễ ở trên mạng thôi. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video rồi, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.